Xin chào các nhà giao dịch đã quay trở lại với DK Trade. Tuần này chúng ta sẽ quay trở lại với đề tài chia sẻ kinh nghiệm trong giao dịch. Và trong series chia sẻ kiến thức chứng khoán hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ top 5 câu hỏi về thị trường chứng khoán mà một nhà đầu tư mới thắc mắc. Trước khi tham gia đầu tư, ắt hẳn bạn sẽ phải cân nhắc và gặp một số trở ngại nhất định về những khái niệm chuyên ngành. Hiểu rõ các định nghĩa và quy tắc cơ bản sẽ giúp bạn tự tin và dứt khoát hơn khi đưa ra quyết định đầu tư. Hãy cùng sàn DK Trade điểm qua những câu hỏi bạn hay mắc phải khi tìm hiểu về thị trường tài chính nhé. Cùng sàn DK Trade khám phá top 5 câu hỏi về thị trường chứng khoán ngay sau đây nhé. 1. Chứng khoán quốc tế là gì? Nói một cách dễ hiểu, chứng khoán quốc tế là một hình thức đầu tư các sản phẩm chứng khoán nước ngoài bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư, nước ngoài. Thị trường chứng khoán quốc tế luôn sôi động, với rất nhiều mã chứng khoán từ các quốc gia trên thế giới. Hầu hết các giao dịch chứng khoán quốc tế hiện nay đều tham gia vào sàn môi giới chứng khoán Mỹ, sàn chứng khoán lớn nhất thế giới. Nhà đầu tư sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả mã chứng khoán từ các ông lớn đến các công ty con. Đây cũng là nơi mang tính cạnh tranh cao nhất trong ngành công nghiệp tài chính ở thời điểm hiện tại. Bằng chứng là năm 2021, cổ phiếu quốc tế nhảy vọt với vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch lớn nhất trên thế giới. Câu 2. Đầu tư chứng khoán quốc tế cần ít nhất bao nhiêu vốn ban đầu? Số vốn đa phần sẽ phụ thuộc vào số cổ phiếu cần mua. Song, đối với chứng khoán quốc tế, việc cân nhắc và lựa chọn loại cổ phiếu phù hợp vô cùng quan trọng. Theo quan điểm của các chuyên gia tại sàn DK Trade, một trong những sàn thuộc top sàn môi giới uy tín tại Việt Nam cho biết thêm, đối với số vốn ít, các trader vẫn có thể đầu tư, tuy nhiên lợi nhuận thường sẽ tăng chậm và bạn vẫn sẽ mất một khoản phí nhỏ cho mỗi lần giao dịch, phí rất thấp. Câu 3. Làm thế nào để giao dịch chứng khoán quốc tế? Để có thể bắt đầu rót tiền tham gia vào thị trường chứng khoán quốc tế, bước 0, một nhà đầu tư sẽ mở tài khoản tại một công ty chứng khoán môi giới, chẳng hạn như sàn DK Trade Việt Nam. Sau khi đăng ký thành công, sẽ có đội ngũ nhân viên hỗ trợ nạp tiền vào tài khoản, phân tích và lên kế hoạch giúp trader đưa ra quyết định mua bán cổ phiếu. Song song đó, tại sàn DK Trade, nhà đầu tư sẽ được hưởng dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/5 và giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch. Câu 4. Hình thức nạp rút ra sao? Đối với các sàn chứng khoán quốc tế uy tín, lâu năm, các hình thức nạp rút như Visa trên Mastercard, J.Crew, Webmoney, Neteller hoàn toàn có hiệu lực và dễ dàng thực hiện tại các ngân hàng quốc nội. Nhà đầu tư cũng nên cân nhắc vấn đề này để đánh giá sàn uy tín hay không. Câu 5. Làm thế nào để chọn được sàn môi giới uy tín? Sàn DK Trade gợi ý cho bạn 03 tiêu chí chọn sàn môi giới uy tín không thể bỏ qua. Sàn giao dịch được cấp phép bởi các tổ chức uy tín và có lịch sử hình thành lâu năm, minh bạch hình thức nạp, rút và nền tảng giao dịch, đa dạng các loại tài khoản đầu tư, phù hợp với nhu cầu tài chính của từng đối tượng. Và có một câu hỏi chúng tôi được nhận rất nhiều trong thời gian qua, đó là có nên đầu tư vào sàn DK Trade Việt Nam? Đây cũng là câu hỏi được khá nhiều nhà đầu tư quan tâm khi tìm hiểu về sàn giao dịch DK Trade trên các diễn đàn trong nước và cả quốc tế. Đến với sàn giao dịch DK Trade, nhà đầu tư sẽ không chỉ dừng lại ở các câu hỏi thường gặp. Tất cả trader tham gia sàn sẽ được giải đáp tất tần tật những thắc mắc và vấn đề phát sinh từ chính các chuyên gia đầu ngành. Bên cạnh đó, sàn DK Trade còn sở hữu đội chuyên viên tư vấn tận tâm, được đào tạo bài bản, hỗ trợ từ A đến Z cho các nhà đầu tư trong suốt quá trình tham gia. Đặc biệt, MT5 là nền tảng giao dịch tiên tiến nhất mà sàn môi giới này lựa chọn cho các nhà đầu tư. Với MT5, các trader hoàn toàn có thể yên tâm vì công cụ phân tích kỹ thuật hiện đại, cập nhật liên tục và nhanh chóng tất cả biến động của thị trường, mang đến cho nhà đầu tư trải nghiệm tốt nhất. Trên là 5 câu hỏi thường gặp nhất khi người mới tham gia vào thị trường. Nếu bạn còn bất cứ câu hỏi gì liên quan đến thị trường chứng khoán quốc tế nói chung và sàn DK Trade Việt Nam nói riêng, đừng ngần ngại liên hệ thông qua fanpage chính thức của DK Trade tại Webster DK Trade ngay nhé. Cuối cùng xin cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ kiến thức từ DK Trade. Nếu bạn đang là nhà đầu tư mới, hãy nhấn link và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật kiến thức và tin tức mới nhất từ thị trường. Chúc các bạn thành công!